chúng ta bắt đầu đi cắt. Thì tôi phải lưu ý với các bạn, bất kể nó là loại vải gì thì chúng ta muốn đảm bảo an toàn về thông số. Đáng lẽ ra ấy là các bạn phải xử lý qua qua giặt, thế nhưng chúng ta không cần thiết, bởi vì làm như thế nó rất phức tạp. Mà muốn đảm bảo thông số nó ổn định thì các bạn phải qua là qua nhiệt, qua hơi để cho đảm bảo là vải có độ co tối đa. Và sau khi là xong ấy, các bạn phải để đủ ít nhất là 24 tiếng mới được cắt. Trước khi cắt thì chúng ta nên xả bỏ phần biên đi. Biên vải thường thường ấy nó hay bị co hoặc là bị bay, như cái vải này thì khá là ổn, không bị căng trùng mấy. Thế nhưng mà thường thường vẫn bị cái tình trạng căng trùng, thì cho tôi muốn cắt mà tận dụng vải sát biên, mà các bạn không xả biên ra thì rất dễ bị cái đường chắc của chúng ta không bằng nhau do vải bị co hoặc bị bay, nên các bạn phải xả biên ra. Đấy là nguyên tắc khi trước khi cắt. Sau đó thì các bạn lộn cái mặt phải vào trong và quay mặt trái ra bên ngoài. Gấp đôi vải chúng ta cắt phần thân trước, à thân sau trước, lấy luôn phần sống như này, chúng ta cắt phần thân sau. Cách sống cho khoảng 1,5 cm này. Khi cắt đối với dưỡng, khi vẽ đối với dưỡng chúng ta lưu ý phải giữ tay. Tay giữ đến đâu và đưa phấn lên đấy thì đảm bảo là dưỡng mình sẽ được chắc chắn và không bị xô vải. Khi kẻ vẽ thì cái viên phấn này phải nghiêng ra phía ngoài để đảm bảo là đường phấn được sát dưỡng. Gấu mình đã có nên là chúng ta phần gấu này chúng ta cắt đứt phấn. Phần sườn các bạn để đường may từ 1,5 đến 2 cm. Cái này cũng tùy sở thích thôi, có những người người ta thích đường may nhỏ để cho nó mềm. Nhưng mà đại đa số là thích đường may to để mình có thể tận dụng được. Mặc khi mà chẳng may hoặc số đo của mình có thể tăng giảm thì mọi người có thể điều chỉnh được cái thông số để đảm bảo sản phẩm nó tiết kiệm, đỡ bỏ sản phẩm đấy đi và phải may một sản phẩm mới. Còn đường trên này thì đường eo chúng ta để 1 phân. Bạn dùng thước đè vào đúng điểm đường phấn bên trên, chúng ta lấy dấu đường chắp sườn sang lá dưới. Đường chắp bông cũng tương tự như vậy. Bạn giữ chắc nhé. Đây là thân sau. Thân sau phần thân trước thì các bạn lộn vải ngược lại
vẽ thân trước thì cũng tương tự như thân sau thôi, nhưng mà thân trước này mình là đường gập đôi. Đường gập đôi nên các bạn không phải trừ phần sống ở giữa, không phải tính cái đường may ở phần giữa, giữa sống. Kế ra dưỡng này, dưỡng dập này các bạn hết sức, nói chung là phải hết sức lưu ý tránh tình trạng là xô dưỡng. Các bạn tận dụng tất cả những cái gì có thể, các bạn đè cái dưỡng cho chắc chắn. Còn khi vẽ thì tay chúng ta vẫn phải giữ sát mép, đè sát mép để tránh bị xô vải. Ai mà cắt bằng mắt không chuẩn, chưa quen ấy, thì các bạn nên lấy dùng thước để lấy ra. Lấy ra là 1,5 cm hay là 2 cm, theo đúng như yêu cầu. Rồi các bạn hãy cắt cho chính xác. Đây là thân trước. Các bạn ghi vào như vậy, vừa như thế này, vừa để đánh dấu mặt trái và vừa để cho người thợ may ấy, tránh tình trạng nhầm lẫn mặt cũng như là thân trước và thân sau.
Thì các bạn cắt những cái đường chắc cúp như thế thì các bạn nên để đường may từ 0,8 cho đến 1 cm. Cổ thì chúng ta cũng chỉ để khoảng 0,8 cm. Đường may cổ các bạn đừng để quá to, bởi khi các bạn may to quá thì đến lúc chúng ta may đáp vào nó sẽ rất là bị dễ bị căng cổ. Vòng nách chúng ta cũng để vòng nách chúng ta cũng để 1 phân đến 0,8 1 cm. Đường chắp vai này các bạn để khoảng 1 phân 2. Phần trước cái phần này là các bạn phối ren, thì khi cắt vải chính thì các bạn phải gập vào. Chúng ta lật cái ren này lên. Cái này là chúng ta để phối ren này. Lật lên để kẻ. Vẽ cái dưỡng này thì các bạn chỉ cần lưu ý giữ chắc dưỡng là được, bởi vì cái vải này như các bạn nhìn cái vải này thì nó còn không, nó bớt xô, nó đỡ xô. Ví dụ các bạn mà vẽ và thiết kế những cái vải như vải bông bay, chinh phong bông bay ấy, thì nó không đơn giản như thế này. Thank you.
cổ này, đối với cái cổ này nó là cái cổ có phối gen, cho nên là cái vòng cổ chúng ta chỉ cần dùng cái sợi viền mặt trái thôi. Chúng ta viền bọc cái phần mặt trái vào và giễu một chân vịt để đảm bảo giữ được cái sợi viền. Không bị bay và cái vòng cổ nó không bị bay giãn ra. Tôi cắt cái phần gen phối. Còn đối với cái phần sợi viền ở bên trong ấy thì vải này mềm, chúng ta có thể dùng luôn cái vải này cũng được. Các bạn cắt khoảng 2 phân rưỡi viền cả vòng cổ và cả vòng nách, hoặc là các bạn dùng cái vải lụa lụa đen, các bạn cắt sợi viền như thì viền nó sẽ mềm. Và cắt sợi viền thì chúng ta sẽ cắt ra sao? Sợi viền thì chúng ta sẽ cắt thiên vải đúng một góc là 45 độ. Muốn xác định được góc 45 độ ra sao để cho đảm bảo chính xác nhất, thì các bạn, tôi sẽ bày cho các bạn một cách. Từ cái điểm giữa này này, từ cái góc này, các bạn lấy vào số đo như nhau này, đường dọc chúng ta lấy 20 phân, đường ngang chúng ta cũng lấy vào là 20 phân, thì chúng ta sẽ nối hai cái đường này vào, thì cái đường này luôn luôn đảm bảo nghiêng một góc là 45 độ. Cái sợi viền của mình là 2,5 xăng, nếu vải quá mỏng mà nó biến dạng nhiều chúng ta có thể lấy lên 3 xăng.
chúng ta cứ tận dụng, chúng ta tận dụng những cái thước thước nhựa như này, thước mica này. Thì cái bản bản thước này của mình, ví dụ như cái bản thước là 3 phân thì chúng ta dùng đúng cái thước này, chúng ta kẻ thì luôn luôn cái đường, cái bản viền của mình nó đều chuẩn. Các bạn muốn 3 phân thì kẻ đúng bằng thước này là 3 phân, có những loại thước 3 phân rưỡi, có loại thước 4 phân. Thì cái viền này nó sẽ có cái độ giãn tốt.